Thực hiện kế hoạch xóa nhà tạm, nhà rột nát năm 2022, thị xã Sapa đã phân bổ nguồn kinh phí và kêu gọi nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ 58 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành việc sửa chữa làm mới nhà ở. Chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát được thực hiện tại 5 xã phường gồm Hàm Rồng, Cầu Mây, Sapa, Bản Hồ và Tà Văn với tổng kinh phí là 970 triệu đồng, được trích từ nguồn ngân sách của thị xã. Trong đó có 13 nhà làm mới với mức hỗ trợ 30 triệu đồng một hộ, 45 nhà hỗ trợ sửa chữa với mức từ 10 đến 20 triệu đồng một nhà. Các địa phương cũng đã linh hoạt vận động thêm các nguồn lực khác như sự ủng hộ từ các doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể, sự hỗ trợ của cộng đồng dân cư về vật liệu, ngày công giúp các hộ nghèo sửa chữa, làm mới nhà ở. Toàn bộ 58 hộ được nhận hỗ trợ đã hoàn thành việc xây mới hoặc sửa chữa, đảm bảo nhà ở vững chắc, khang trang.